Tôi là bác sĩ Nguyễn Bích Liên từ chương trình Sức khỏe và đời sống của Đài Hồn Việt TV và Đài Little Sài Gòn Radio. Xin kính chào quý vị. Ngày hôm nay như mọi lần, tôi xin được cập nhật về tình trạng của COVID-19, nhất là về biến thể Omicron, cũng như các thứ thuốc hiện thời chúng ta đang có để chống lại bệnh COVID-19. Thì hiện thời bây giờ cho đến ngày 14 tháng 12, 2021, tại trên nước Mỹ, theo cơ quan CDC, đã có tới trên 50 triệu ca bị COVID. Và quý vị, như là 2 tuần trước tôi có nói chuyện, thì tình trạng COVID-19 lúc đó tôi nói là trước đó là nó đi xuống rất là nhanh, nhưng mà nó bắt đầu đi lên. Và bây giờ, hiện thời bây giờ, nếu mà mình nhìn vào biểu đồ của cái số ca hàng ngày thì nó đang đi lên một cách cũng khá nhanh chóng. Thành ra đây là cái vấn đề mà người ta rất là lo ngại cho tới bây giờ. Và số người chết hàng ngày trên nước Mỹ cho tới ngày 14 tháng 12 tổng cộng là cho tới bây giờ là tới trên 800.000 người tại Hoa Kỳ kể từ khi bắt đầu đại dịch cho tới giờ đã chết vì bệnh COVID-19. Thì đây là một cái vấn đề chúng ta rất là quan tâm. Hai tuần trước tôi cũng nói là cái số tử vong đã đi xuống, nhưng mà bây giờ nó lại cũng bắt đầu đi lên. Rồi nó bắt đầu nó có vẻ nó đứng lại, nhưng mà mình không biết là cái tình trạng này nhiều khi nó đi lên một chút xong nó ngừng lại rồi nó lại đi lên trở lại, hay là nó cũng có thể đi xuống, mình chưa biết được. Thì đây là cái vấn đề mà chúng ta đang, mọi người đang tiếp tục theo dõi, nín thở theo dõi, thưa quý vị. Cái kế tiếp mà chúng ta vẫn có thể nói là ai cũng đang xôn xao lo lắng nhất đó, là cái vấn đề cái biến thể Omicron. Biến thể Omicron như lần trước tôi cũng có nói với quý vị đó, là nó lây lan rất là nhanh. Và hai tuần trước thì chỉ có trên 20 quốc gia trên thế giới là bị, nhưng mà cho tới ngày hôm nay thì gần như là tất cả các nước trên thế giới đều đã khám phá ra là có bị Omicron. Tại Hoa Kỳ thì ngay bây giờ Omicron nó chỉ có chiếm 2.9% các ca bệnh COVID-19 mà thôi, và 96.7% các ca COVID vẫn là do cái biến thể Delta. Tuy nhiên, như lần trước chúng ta thấy, Delta nó phát triển cũng rất là nhanh, mà Omicron còn phát triển nhanh hơn nhiều lần Delta nữa, thưa quý vị. Do đó người ta sợ là không lâu nữa thì phần lớn các ca bệnh COVID-19 sẽ là do Omicron. Chỉ có khoảng chừng 0.4% là do các biến thể khác mà thôi. Những cái biến thể bắt đầu, những biến thể như Alpha, Beta chẳng hạn, Gamma vân vân, thì hiện thời rất là ít, bởi vì những cái con vi khuẩn như là Delta hay Omicron nó lây lan rất là nhanh. Omicron, như là tôi nhắc lại, nó có tới 50 đột biến so với cái COVID nguyên thủy, tức là nó nhiều hơn như vậy. Và trong đó có 26 đột biến hoàn toàn mới do chính nó mới tạo ra. Thành ra cái khả năng lây nhiễm nó rất là cao. Khả năng lây nhiễm của Omicron nó tới 70 lần, chứ không phải là 70% đâu, thưa quý vị, mà là 70 lần cao hơn so với các biến thể khác, kể cả đối với biến thể Delta. Và cái mà chúng ta quan tâm nhất đó là cái hiệu nghiệm chống lây bệnh của cái thuốc chích ngừa hiện thời đang có, nó cũng thấp hơn. Nhưng mà đối với những cái thuốc chích ngừa mà có hiệu quả tốt như là Pfizer hay là Moderna chẳng hạn, thì nó, và ngay cả cái thuốc Johnson & Johnson, nó cũng có cái hiệu quả chống lại bệnh nặng. Tức là có thể là mình đã chích ngừa đầy đủ, nhưng chúng ta vẫn có thể lây nhiễm bệnh COVID-19 các loại khác nhau. Nhất là đối với COVID-19 loại Omicron thì có thể là nó sẽ lây nhiễm nhiều hơn. Nhưng cái cuộc nghiên cứu họ cho thấy là tuy là cái hiệu nghiệm của thuốc, chẳng hạn như thuốc Pfizer chẳng hạn, nó có giảm đi so với Omicron, nhưng nó vẫn có cái khả năng để chống lại Omicron trong cơ thể. Vì cơ thể chúng ta khi chích ngừa nó vẫn còn có những cái tế bào T, tế bào gọi là tế bào nhớ đó, thưa quý vị, nó vẫn có thể chống lại, tuy là cái số lượng kháng thể nó có thể thấp đi. Do đó người ta thấy là booster thì là mình chống lại được tốt hơn, tức là cái thuốc bổ sung mũi thứ ba đó, thưa quý vị. Thành ra một lần nữa tôi nhắc lại, xin nhớ quý vị đi chích ngừa mũi thứ ba.
nó vẫn có cái khả năng để làm giảm cái cơ hội, cái thuốc chích ngừa nó vẫn có làm cho chúng ta, nếu chúng ta chích ngừa đầy đủ, chúng ta vẫn có thể bị bệnh, nhưng mà nếu dù có bị bệnh thì cái bệnh nó cũng nhẹ hơn là nếu mà chúng ta không có chích ngừa. Thành ra quý vị nên đi chích ngừa. Có một cái là người ta thắc mắc là Omicron nó lây nhiễm nhanh như vậy, nhưng mà nó có gây ra bệnh nặng hơn là bệnh Delta hay là bệnh Alpha vân vân hay không? Thì cho tới bây giờ, những cái kết quả mới nhất ở bên Nam Phi là nơi mà người ta tìm ra Omicron lần đầu tiên, thì họ cho thấy là cái có thể là cái biến thể Omicron này nó không có gây ra bệnh nặng cho bằng là Delta. Tuy nhiên nó vẫn gây ra những cái bệnh nặng và có thể đưa đến tử vong, đưa đến cái việc mà phải nằm bệnh viện. Và nhất là cho những người mà chưa chích ngừa Covid-19. Nếu những người nào chưa chích ngừa Covid-19 thì khi bị bệnh Omicron vẫn có thể bị bệnh nặng và vẫn có thể chết vì cái bệnh này được. Thành ra quý vị không có nên nghĩ là cái bệnh này nó nhẹ hơn. Có thể cái tình trạng lây lan của nó có thể là nó làm cho người ta ít nằm bệnh viện hơn, nhưng mà nếu mình vẫn bị bệnh nặng, mình vẫn có thể chết được. Và mình, nhất là những người mà yếu miễn nhiễm, vẫn có thể bị Omicron và có thể bị bệnh nặng hơn được. Thành ra chúng ta vẫn phải rất là quan tâm tới cái bệnh này. Người ta nghĩ là cái bệnh Omicron á, cái cơn biến thể Omicron khi nó vào trong cơ thể người ta thì nó bám, thường thường nó bám ở khí quản, nó bám ở cổ họng nhiều hơn là nó vào trong phổi. Do đó có thể cái bệnh nó có thể nhẹ hơn. Nhưng đây là một cái cuộc nghiên cứu rất là mới sơ khởi mà thôi. Ở tại Hồng Kông người ta nghiên cứu, người ta thấy như vậy, người ta đoán như vậy thôi thưa quý vị. Thành ra chúng ta chưa có biết chắc là cái bệnh này nó nặng nhẹ như thế nào. Và cái ảnh hưởng thật sự của Omicron thì chỉ có thời gian và nhiều nghiên cứu hơn nó mới trả lời được mà thôi. Trong lúc này chúng ta vẫn phải coi như là bệnh nó là bệnh có thể là bệnh nặng và có thể đưa đến tử vong. Và cái điều đó nó đã chứng minh rồi, tức là ở những cái nước bị Omicron nhiều là người ta đã chết vì Omicron. Thành ra một lần nữa tôi nhấn mạnh, chúng ta đừng có nên coi thường cái biến thể mới nhất này. Và như là tôi nói thì vaccine vẫn có hiệu quả với biến thể Omicron. Hiện thời bây giờ thì người ta lo lắng là có thể là những cái hiệu quả nó giảm đi, nhưng mà như tôi vừa mới nói, cái cuộc nghiên cứu nó cho thấy là cơ thể chúng ta sau khi đã được chích ngừa đầy đủ nó vẫn có khả năng chống lại các cái virus hiện thời đang có, kể cả Omicron. Do đó một lần nữa tôi khuyên tất cả quý vị nên đi chích ngừa. Nếu mà quý vị chưa chích ngừa, từ 5 tuổi trở lên là có thể chích ngừa được rồi thưa quý vị. Những trẻ em thì chích ngừa thuốc Pfizer, còn những người khác có thể chích ngừa những cái thuốc khác. Và nếu mà quý vị đã 6 tháng kể từ ngày quý vị chích 2 mũi Moderna hay là 2 mũi Pfizer, hay là 2 tháng trở lên sau khi chích 1 mũi Johnson & Johnson, thì xin quý vị chích ngừa bổ sung. Và quý vị đừng có đợi. Có nhiều người nói ô thôi bây giờ mình đợi, khi nào có thuốc chích ngừa Omicron thì mình hãy chích. Đừng có đợi thưa quý vị, chúng ta không có biết là khi nào thì cái thuốc chích ngừa đó nó sẽ có. Và nếu mà chúng ta chích ngừa ngay bây giờ, chúng ta vẫn có cơ hội, chúng ta làm giảm cái cơ hội đi rất là nhiều để mà bị không bị Omicron. Và nếu mà lỡ có bị thì cũng bị nhẹ thôi, như vậy chúng ta không có bị những cái hậu quả tai hại của bệnh Covid-19, không bị tử vong cũng như không có bị lây lan cho những người khác. Và chúng ta cũng làm giảm cơ hội để cho cái con Omicron nó có cái cơ hội để mà nó biến thể, để nó trở thành một cái dạng nguy hiểm hơn. Thành ra đó là những cái mà chúng ta cần làm ngay bây giờ thưa quý vị. Hiện thời bây giờ tình trạng chích ngừa tại Hoa Kỳ vẫn chưa có được tối hảo. Chỉ có 61% toàn thể dân chúng Hoa Kỳ là đã chích ngừa 2 mũi mRNA hay là 1 mũi Johnson & Johnson mà thôi. Và có 72% thì đã chích ít ra là 1 mũi. Nếu mà mình kể những người từ 5 tuổi trở lên thì mới có 65% toàn thể dân chúng là đã chích ngừa đầy đủ, và 77% là chích ra, ít ra chích là 1 mũi. Và có khoảng 15% người lớn đã chưa có chích ngừa gì cả. Thành ra cái 15% đó là bao nhiêu triệu người thì quý vị thấy trên 300 triệu người, 15% nhiều người lắm thưa quý vị.
booster cũng vậy, cái số người mà đi chích booster thì hiện thời trên 65 tuổi là đã 52%, còn bắt đầu từ 18 tuổi trở lên là chúng ta đều có thể đi chích booster rồi, nhưng mà tổng số thì chỉ mới có 30% dân số Mỹ là từ 18 tuổi trở lên là đã chích ngừa booster. Thành ra tôi khuyến khích tất cả mọi người từ 18 tuổi trở lên, mình đã tới lúc mình phải đi chích booster, xin quý vị đi chích booster. Và ngay cả những em mà vị thành niên 16 và 17 tuổi cũng đã được quyền cho phép được chích booster với cái thuốc của hãng Pfizer. Và 18 tuổi trở lên thì quý vị có thể chích booster bất cứ thuốc nào, bất kể là trước đó quý vị đã chích Moderna hay là Pfizer hay là Johnson & Johnson, quý vị có thể lựa chọn chích một trong ba cái thứ đó booster, dù là trước đó mình chích cái gì. Tuy nhiên theo riêng ý tôi đó, thì nếu mà mình đã chích một mũi Johnson & Johnson thì chúng ta nên hoặc là lựa chọn Pfizer hoặc là Moderna để chích booster, trừ khi mà chúng ta bị dị ứng nặng với những cái thuốc này. Hiện thời cơ quan CDC rất là quan tâm về cái biến chứng đông máu và chảy máu bất thường liên quan tới cái thuốc của Johnson & Johnson. Thì cả nam giới lẫn phụ nữ đều có thể bị cái biến chứng mà đông máu và chảy máu này. Cái biến chứng đó nó vừa làm đông cục máu mà nó lại vừa làm cho cơ thể mình nó thiếu cái tiểu cầu, bởi vì nó lấy những tiểu cầu nó làm những cái cục đông máu trong người, do đó vừa bị đông máu mà lại vừa bị chảy máu. Và cái phụ nữ thì dễ bị cái chứng này hơn nam giới. Cứ 100.000 người phụ nữ mà chích cái thuốc Johnson & Johnson thì cơ hội là có một người sẽ bị cái bệnh này. Và nếu mà bị bệnh này thì cứ 7 người thì sẽ có một người có thể chết vì cái bệnh này. Do đó đây là một cái biến chứng cũng rất là quan trọng. Thành ra tôi nghĩ là đối với riêng cá nhân tôi thôi, thì tôi nghĩ là chúng ta phải rất là cẩn thận đối với cái thuốc Johnson & Johnson. Thì một cái tin tức nữa mà cũng rất là quan trọng thưa quý vị, đó là cái hãng thuốc mà chế tạo cái thuốc kháng thể chống Covid-19 gọi là Regeneron đó, là cái thứ thuốc mà hồi xưa ông Tổng thống Trump đã được chích đó, thì họ mới cho biết đó là có vấn đề với cái biến thể Omicron. Như quý vị biết, cái thuốc Regeneron này nó có tới 80% hiệu nghiệm để mà nó vô hiệu hóa các biến thể như là Alpha hay Delta hay là các biến thể, một số các biến thể khác, các biến thể thông thường nhất hiện thời đang có. Nhưng mà ngày hôm vừa rồi hãng này đã tuyên bố là thuốc này không có hiệu quả chống lại cái biến thể Omicron. Đây là theo một cái nghiên cứu tại Đức Quốc họ cho thấy cái vấn đề này. Tuy nhiên cái điều mà chúng ta cũng vẫn còn vui, nghĩa là vẫn còn tin mừng đó, là cái cuộc nghiên cứu này nó cũng cho thấy là cái thuốc kháng thể hiện thời bây giờ cũng có đã được chấp nhận ở trên nước Mỹ, là cái nó gọi là Zevudi đó, nó vẫn có hiệu lực chống lại Omicron. Thành ra hiện thời bây giờ có hai thứ thuốc kháng thể mà truyền vào tĩnh mạch ở trên nước Mỹ là thuốc Regeneron và thuốc Zevudi. Thì cái thuốc Regeneron nó không có hiệu quả đối với Omicron, nhưng cái thuốc Zevudi có vẻ nó vẫn còn có hiệu lực chống lại Omicron. Ngoài ra cái thuốc viên mới nhất mà hiện thời bây giờ người ta vừa mới có cái thông báo là có hai thứ thuốc thưa quý vị. Thứ nhất đó là cái thuốc Monopiravir là tôi đã nói chuyện về lần trước rồi, và họ đã được cái hội đồng cố vấn của cơ quan FDA khuyến cáo là cho phép, nhưng mà cơ quan FDA vẫn chưa cho phép, và họ vẫn đang xem xét cái tình trạng là phản ứng phụ như thế nào, vì cái thuốc này nó có thể làm ảnh hưởng tới cái yếu tố di truyền của các tế bào, và người ta thấy là trong cái cuộc nghiên cứu trên các con chuột thì cái thuốc này nó có thể làm cho xương và cái sụn của bào thai nó không có phát triển bình thường. Do đó người ta đang, cơ quan FDA đang vẫn còn nghiên cứu và chưa cho thông báo, chưa có cho phép. Tuy nhiên cái thuốc viên, có một cái thuốc viên khác của hãng Pfizer, họ vừa mới báo cáo kết quả phân tích cuối cùng. Lần trước tôi nói chuyện thì lúc đó là họ chỉ mới có cái phân tích tạm thời mà thôi. Lần này thì họ đã có cái phân tích cuối cùng trên
họ thử nghiệm trên 2.000 người, thì một nửa cái số 2.200 người này thì họ uống cái thuốc viên này, và một nửa thì uống thuốc gọi là thuốc giả, tức là chỉ có là viên thuốc, không có thuốc gì trong đó, nó chỉ là như là thuốc thuốc đường thôi. Thì cái thuốc tệ này nó tên là Paxlovid, nó gồm có hai cái hợp chất ở trong đó. Một đó là một cái thứ thuốc mới gọi là nirmatrelvir, là một cái thứ thuốc mà nó chống lại gọi là protease ở trong cơ thể của cái con COVID-19. Còn cái thuốc kia là một cái thứ thuốc chống lại bệnh AIDS, nó gọi là ritonavir. Thì hai cái thứ thuốc này hợp lại cái thứ thuốc mà chính là cái thứ thuốc nirmatrelvir, còn thứ thuốc ritonavir nó chỉ giúp cho chính đó nó được làm việc được một cách có hiệu quả hơn. Thì khi mà người bệnh sử dụng cái thuốc này thì người ta giảm cơ hội nằm bệnh viện tới 88% cho những người đã bị COVID nhưng mà chưa nằm bệnh viện vì COVID-19. Nếu mà họ dùng cái thuốc này trong vòng 5 ngày khi bắt đầu khi có triệu chứng, và họ sẽ uống 2 viên thuốc mới cộng với 1 viên thuốc ritonavir 2 lần một ngày, tức là một ngày uống 6 viên tất cả, và uống như vậy 5 ngày là xong. Thì khi mà uống như vậy đó thì cái số lượng người nằm bệnh viện nó sẽ giảm đi tới rất là nhiều, tức là cái phần trăm nằm bệnh viện chỉ có 1% cho những người dùng cái thứ thuốc mới này, so với 7% những người dùng thuốc giả là phải nằm bệnh viện. Và trong cái số mà trên 1.000 người cái uống thuốc này thì không ai chết vì cái bệnh COVID-19, trong khi có tới 12 người uống thuốc giả chết vì COVID-19. Do đó, người ta có rất là nhiều hy vọng với cái thứ thuốc này, và hy vọng là cơ quan FDA sẽ cho phép cái thuốc này. Người ta thấy là cái phản ứng phụ rất là nhẹ và không khác so với những cái phản ứng phụ của cái thuốc giả. Và các phản ứng phụ này nó khoảng chừng 20% cho cả hai nhóm người sử dụng thuốc thật hay là sử dụng thuốc giả. Thì người ta thấy là khi uống thuốc sau 5 ngày đó thì lượng virus nó giảm đi 10 lần so với những người uống thuốc giả. Đó là một cái kết quả rất là cao thưa quý vị. Còn cái thuốc này nó có chống lại được Omicron hay không thì chúng ta chưa có cái kết quả gọi là lâm sàng, kết quả của chính trên người bệnh, nhưng mà người ta thấy là ở trong phòng thí nghiệm khi người ta lấy cái thuốc này và người ta bỏ con Omicron vào thì người ta thấy là cái thuốc này nó kiềm chế được cái chất protease, tức là cái chất mà của con Omicron nó làm việc đó, cái cách làm việc của con Omicron, thì người ta tiên đoán là thuốc nó sẽ có hiệu nghiệm để chống lại Omicron. Nhưng mà cái điều này thì tôi xin nói ngay là chúng ta chưa có biết chắc 100%, chúng ta còn phải đợi xem sao. Thì đây là những cái cập nhật hóa mới nhất mà tôi có thể đưa đến cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Tôi sẽ tiếp tục trong những cái chương trình tới cho quý vị biết thêm những cái chuyện gì sẽ xảy ra đối với Omicron, cũng như là những cái thuốc mà để chống lại bệnh COVID-19. Cái thông điệp mà tôi đưa tới quý vị ngày hôm nay là xin quý vị hãy đi chích ngừa hiện thời bây giờ vẫn là cái cách tốt nhất để chúng ta có thể có hy vọng chống lại được bệnh này, để cho nếu mà bệnh này vẫn còn thì chúng ta vẫn có thể trở lại đời sống một cách bình thường hơn. Những ai đã chích ngừa thì quý vị xin vẫn cứ tiếp tục giữ những cái biện pháp an toàn khi mà quý vị ở những nơi công cộng, để chúng ta tránh mang bệnh về cho người nhà, tránh cho mình bị những cái bệnh đột xuất như vậy, và bởi vì nó vẫn có thể gây ra những cái vấn đề phiền phức cho chúng ta dù là chúng ta đã chích ngừa. Còn quý vị nào chưa chích ngừa, xin hãy đi chích ngừa, từ 5 tuổi trở lên xin hãy đi chích ngừa. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình Sức khỏe và đời sống ngày hôm nay. Xin kính chào quý vị.